Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ha. Hôm nay Phương sẽ làm một clip hướng dẫn cho các bạn một cái mô típ rất là hay ho. Đó chính là Phương hướng dẫn cho các bạn cách sao chép dữ liệu giữa điện thoại iPhone với máy tính. Cụ thể hơn đó là chỉ cho các bạn chép nhạc vào điện thoại iPhone nè, chép video clip vào điện thoại iPhone nè, cài nhạc chuông cho điện thoại iPhone nè, chép hình nền cho điện thoại iPhone nè, và lấy dữ liệu từ trong điện thoại ra lấy và lấy dữ liệu từ trong điện thoại iPhone ra máy vi tính nè các bạn. Đây là những cái mô típ nó rất là cụ thể và nó rất là phổ thông. Tuy nhiên, do là cái chương trình ứng dụng iTunes của hãng Apple nó rất là khó xài. Vì thế, hôm nay Phương sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Đó chính là ứng dụng Powertool dùng để sao chép dữ liệu giữa điện thoại iPhone và máy tính. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem clip nào. Bây giờ Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước ha. Các bạn phải tải phần mềm về và cài đặt phần mềm. Và kế đến là Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái phần mềm đó dùng để sao chép dữ liệu từ máy tính vào điện thoại cũng như lấy những cái dữ liệu từ điện thoại vào máy tính ha các bạn. Và cái bài hướng dẫn này là Phương chỉ nói về điện thoại iPhone thôi nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn vào trình duyệt nè. Thì các bạn phải download cho Phương gồm hai phần mềm. Cái phần mềm đầu tiên là các bạn phải download cho Phương cái iTunes. Nó tên chính xác là iTunes 12 ha các bạn. Cái iTunes này là của hãng Apple luôn. Đây là cái phần mềm dùng để kết nối giữa điện thoại và máy tính của hãng Apple. Và cái phần mềm thứ hai có tên là Powertool. Cái phần mềm này là bên thứ ba sản xuất ra ha các bạn. Cái phần mềm là hôm nay cái nội dung chính của cái bài hướng dẫn này là Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái phần mềm Powertool này nè. Đây là một cái phần mềm rất là hay, rất là tiện ích, nó thao tác rất là đơn giản và dễ dàng ha. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi clip cũng như làm theo từng bước các Phương hướng dẫn ha. Thì việc đầu tiên các bạn phải tải về máy tính của mình một cái bản iTunes phù hợp với cái hệ điều hành Windows trên máy tính ha. Thì máy của Phương xài Windows 64 bit nên Phương sẽ tải cái bản iTunes 12 cho Windows 64 bit về. Nếu máy tính của các bạn là 32 bit thì các bạn tải 32 bit ha, 64 bit thì tải 64 bit. Nếu các bạn không biết máy tính của mình là thuộc Windows bao nhiêu bit thì các bạn có thể làm theo cách sau. Các bạn vào thanh Start ha, chạy run, gõ chữ run, chạy cái app run lên. Và các bạn gõ dùm Phương cái chữ là DXDIAG, ở đây Phương có ấn sẵn nè các bạn. Rồi các bạn bấm OK. Thì các bạn đợi một chút xíu, nó sẽ hiện ra cái thông tin phiên bản phần mềm Windows trên máy tính của các bạn ha. Rồi bây giờ cũng Phương hiện ra nè. Rồi các bạn sẽ thấy được ở cái hàng này ha, cái hàng Operate nè, Operating System nè các bạn. Thì nó có cái dòng là Windows Home, Windows 10 Home 64 bit ha. Vậy là cái bản Win trên máy tính của Phương là 64 bit nha các bạn. Còn nếu các bạn coi ở đây nó là 32 thì các bạn tải cái phần mềm iTunes phù hợp cho bản Win 32 ha. Rồi giờ Phương thoát ra. Rồi bây giờ các bạn nhấp vào chữ đâu là cái đây là nó sẽ tải về ha. Rồi đó là cái thứ nhất. Tại vì Phương đã tải rồi nên Phương sẽ không ấn vào ha. Nếu mà các bạn ấn vào đây thì nó sẽ tự động nó tải về máy của các bạn. Rồi đó là một. Rồi qua bên cái thanh cái tab thứ hai thì các bạn đánh dùm Phương cái địa chỉ là 3u.com. thì lát Phương sẽ để hai cái đường link này ở trong mục mô tả ha, các bạn vào đó để nhấp cho nó lẹ. Rồi sau khi các bạn nhấp vào đây rồi thì các bạn thấy chữ đo là cái đây ha, cũng nhấp về luôn. Và Phương đã tải sẵn về máy rồi nên Phương sẽ không bấm nữa. Rồi xong. Đây là hai phần mềm sau khi các bạn tải về máy ha. Thì các bạn lưu ý dùm Phương, các bạn cài hai cái phần mềm này theo thứ tự dùm Phương. Thứ tự thứ nhất là các bạn chạy, các bạn cài cái iTunes này vô dùm Phương trước. Các bạn cài đặt cái bản iTunes của Apple vô máy tính trước nha. Vì Phương đã cài sẵn trong máy rồi nên Phương hủy. Ở đây Phương ví dụ cho các bạn hiểu thôi. Các bạn phải cài đặt cái iTunes, cái phần mềm iTunes trước, cái phần mềm iTunes của Apple trước, xong rồi các bạn mới cài đặt đến cái phần mềm Powertool ha. Đó, theo thứ tự nha các bạn. Và sau khi Phương cài hai cái phần mềm đó vào máy tính rồi thì hai cái phần mềm đó của Phương nó nằm ở đây ha. Rồi, Phương bỏ này qua một bên. Rồi, bây giờ Phương sẽ mở cái iTunes lên nè.
giao diện của cái chương trình iTunes của hãng Apple nó sẽ lên là như vậy nha các bạn. Rồi bây giờ Phương sẽ kết nối điện thoại với máy tính ha. Ghim vô, ghim cáp vô. Điện thoại mở khóa màn hình nha các bạn. Rồi bây giờ muốn kiểm tra coi giữa máy tính và điện thoại nó có nhận ra thiết bị nhau chưa thì các bạn để ý giùm Phương trên cái ứng dụng iTunes này ha, các bạn sẽ thấy có cái hình cái icon của cái điện thoại này, các bạn nhấp vào. Và khi mà các bạn nhấp vào và nó hiện ra đầy đủ thông tin của cái điện thoại của các bạn thì chứng tỏ rằng giữa máy tính và điện thoại đã nhận ra nhau ha, thông qua cái phần mềm iTunes của hãng ha các bạn. Có nghĩa là trong cái phần mềm iTunes này nè, nó đã có cái, nó vừa có cái phần mềm nó vừa có cái phần mềm với chức năng là nó đồng bộ hóa dữ liệu với nhau, và cái thứ hai nữa là nó có chứa cái bộ driver ha, để giúp cho máy tính và điện thoại nhận ra nhau. Thì đây là cái phần mềm của hãng, nó rất là khó xài, nên vì thế cài cái phần mềm, mục đích cài cái phần mềm này vô và cài mục đích cài phần mềm này vô vô máy tính là để giúp cho giữa điện thoại và máy tính nó nhận ra nhau thôi nha các bạn. Nó nhận driver cho nhau thôi. Còn chủ yếu là lát nữa Phương sẽ hướng dẫn các bạn xài cái ứng dụng Bluetooth kia. Thì đây là cái bước mà nó giúp cho các bạn nhận biết rằng giữa máy tính và điện thoại của mình đã nhận ra nhau ha. Đó, nó hiện thông tin số điện thoại cũng như số ghi của máy của Phương nè. Đó, đầy đủ nha các bạn. Rồi bây giờ mình tắt nó đi. Tắt đi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái chương trình Bluetooth lên nè các bạn. Rồi, chọn không nhắc lại. Ok. Để mình nói ngoài, mình nói thêm về một chút xíu ở cái trường hợp này. Ở đây cái chương trình Bluetooth này nha các bạn, nó là bên thứ ba sản xuất ra. Và trong cái chương trình này nó có ngôn ngữ tiếng Việt luôn. Có nghĩa là sẽ có một vài cái trường hợp là các bạn cài vào máy các bạn nó sẽ hiện tự động nó hiện ra tiếng Việt, và có một số bạn nó sẽ tự động nó hiện ra tiếng Anh. Thì bây giờ Phương sẽ chỉ cho các bạn cách chuyển đổi ngôn ngữ giữa tiếng Anh tiếng Việt ha. Rồi các bạn vào ngay chỗ cái thanh ba gạch này nè, đó khác cái này, các bạn nhấp vào, các bạn chọn cài đặt, rồi các bạn chọn như Phương cái hàng chung. Qua cái hàng chung các bạn nhìn phía bên tay phải thì ở đây nó có đặt ngôn ngữ nè các bạn, đó nó có tiếng Anh, tiếng Việt và một số tiếng khác ha. Các bạn xài tiếng gì thì các bạn để đó. Nên nếu mà các bạn mới thì Phương nghĩ là khuyên các bạn là nên để tiếng Việt ha, để các bạn đọc các bạn dễ hiểu. Tiếng Việt của cái ứng dụng này nó dịch ra Phương thấy nó cũng khá là sát đối với những cái ngôn từ chuyên môn trong máy vi tính đó các bạn. Rồi sau khi các bạn mở cái chương trình Bluetooth này lên thì nó hiện ở bên cái mục phía bên trái này các bạn, mục thông tin nè, nó hiện tất tần tật những chi tiết của cái điện thoại của bạn, nó hiện ra rõ ràng, rất là rõ ràng ha. Đó. Và nó có những cái ứng dụng và nó ghi rõ là nó ghi tiếng Việt hết á. Các bạn nếu mà nhạy về máy tính các bạn đọc các bạn làm theo cũng được nữa. Ở đây Phương sẽ làm một vài cái thao tác rất là cơ bản, có nghĩa là Phương chép một bản nhạc, Phương chép một cái video clip và Phương lấy nhạc chuông và Phương lấy hình nền từ cái ứng dụng này ha. Rồi. Bây giờ việc đầu tiên là Phương sẽ chép một cái bài nhạc vào cho điện thoại của Phương ha. Nếu các bạn có được một cái danh sách nhạc có sẵn những cái bài nhạc các bạn yêu thích ở trong máy thì đây là cái chương trình mà nó giúp các bạn chép nhạc cho điện thoại Apple một cách nhanh nhất. Rồi trước khi nói thì Phương mở cho các bạn coi nè, là trong cái ứng dụng nhạc của Phương không có một cái bài nào hết ha. Rồi bây giờ Phương sẽ chép nhạc cho các bạn coi. Phương chọn vào mục nhạc nè. Rồi các bạn nhìn phía chơi chỗ này nó có chữ nhập vào, chọn tập tin. Ở đây Phương chỉ có một bài nhạc thôi, Phương làm ví dụ cho các bạn coi. Còn các bạn có một cái thư mục chứa nhạc thì các bạn chọn thư mục ha, chọn tập tin. Phương có một cái bài nhạc là đường một chiều, Phương open, đang đợi nhập. Rồi một nhập bài hát, một nhập bài hát thành công rồi ha. Ok, rồi bây giờ Phương sẽ kiểm tra trong máy nha các bạn, coi nó có chưa nha. Rồi bây giờ để Phương vào cái mục nhạc. Các bạn thấy gì không các bạn? Ha? Có bài đường một chiều nè. Rồi giờ bấm play thử coi nha. Coi nó phát không nha. Quá nhanh luôn đúng không các bạn?
nếu mà các bạn có nguyên một cái danh sách thì một cú lướt chuột của bạn là nó đưa hàng trăm bài hát vô điện thoại của bạn, vô điện thoại iPhone của bạn một cách rất là nhanh chóng. Rồi đó là giới thiệu chép một bài nhạc rồi ha. Rồi kế đến Phương sẽ hướng dẫn chép một cái video, đoạn video clip vào điện thoại ha. Phương cũng có một cái video, cũng có một cái MV của Đường Một Chiều luôn. Rồi bây giờ Phương sẽ chép nè. Phương sẽ không chép nó, Phương sẽ không chọn một video nha các bạn, mà Phương sẽ đưa nó vào cái mục ảnh đây. Đó, ảnh nè. Các bạn nhập, chọn tập tin. Rồi, các bạn chọn desktop. Phương sẽ chọn cái MV. Rồi. Các bạn lưu ý nha, các bạn lưu ý giùm Phương nha. Nghĩa là Phương sẽ không chọn cái mục video nha các bạn, mà Phương sẽ chọn cái mục ảnh luôn. Các bạn vào cái mục camera roll nè. Rồi các bạn chọn nhập ảnh nè, chọn tập tin nè. Rồi các bạn vẫn chọn cái MV đó cho Phương. Thì nó thì cái MV này nó sẽ chép vào cái mục ảnh ở trên điện thoại ha. Rồi open. Rồi. Nó kêu là các bạn á phải cài một cái ứng dụng vào cái điện thoại để nó đồng bộ, thì cái ứng dụng đó tên là Bitstool ha các bạn. Nè, các bạn thấy không? Đó, đang đợi đồng ý để cài Bitstool. Các bạn nhấn tôi đồng ý nha để nó cài cái ứng dụng iBitstool vô nha. Nè các bạn, ở trên ứng dụng trên điện thoại của Phương nè, nó có cái ứng dụng iBitstool nè các bạn. Bây giờ Phương mở cái này ra. Ok. Cho phép nó truy cập ảnh ha. Rồi bây giờ nó đang chép vô nha các bạn. Đó, nó đang đó. Các bạn thấy cái vòng xanh này nó đã xoay xong rồi nè ha. Rồi mình bấm ok. Rồi. Nó đã báo thành công ha. Bây giờ mình Phương vào một ảnh Phương kiểm tra nha các bạn. Ảnh đây. Rồi. Có một cái MV, giờ nhấp vào kiểm tra. Đó. Các em các bạn, nó vừa mới chép cái MV từ trong máy vi tính của Phương vào điện thoại ha. Và Phương muốn nó vào cái mục ảnh nên Phương đã chọn cái Phương trong chương trình Bluetooth này, Phương chọn cái mục ảnh nè. Phương chọn nhập ảnh nè, chọn tập tin nè. Và các bạn chọn cái MV cho Phương. Và những cái điện thoại mới lần đầu sử dụng cái chương trình Bluetooth này dùng để sao chép dữ liệu á, thì nó bắt các bạn cài cái ứng dụng Bitstool ha. Cái ứng dụng Bitstool nó có tên là như vậy. Ở trong quá trình các bạn làm á, thì tự động chương trình nó sẽ yêu cầu các bạn nhấn chữ đồng ý để cho nó tự động nó cài cái ứng dụng nó vào máy của các bạn ha. Và cái ứng dụng nó nằm ở đây, có chữ Bitstool, nhấp vào ha. Đó, rất là đơn giản. Rồi đó là hai thao tác rồi ha, chép nhạc rồi chép video clip rồi ha. Bây giờ Phương sẽ chỉ cho các bạn lấy nhạc chuông và hình nền từ cái ứng dụng Bluetooth này. Thì các bạn vào cái mục RT nè các bạn. RT là viết tắt cái chữ ringtone đó. Ringtone á, còn cái WB này là wallpaper các bạn. Này nhấp vào. Rồi. Nè, ở bên trái các bạn sẽ thấy ba ô ringtone ha. Và ở bên đây nè, các bạn nó làm sẵn hàng loạt các nhạc chuông luôn. Cái ứng dụng này nó hay là chỗ này nè, các bạn có thể tìm được cái nhạc chuông các bạn thích mà không cần phải đi copy đâu, chi cho mệt mỏi ha các bạn. Giờ Phương sẽ lấy một, Phương sẽ lựa cái nhạc chuông nào hay, Phương sẽ lấy và Phương chép vào điện thoại cho các bạn xem này ha. Để Phương coi có cái nhạc chuông nào hay không. Có cái bài của Justin, nghe thử nè ha bạn. Các bạn bấm play đây là các bạn nghe thử. Ok nè, nghe hay nè. Rồi bây giờ các bạn nhấp vào cái chữ này để cho nó download xuống ha. Nhấp xuống. Ở nó đang đào đây. Xong rồi nó, các bạn nhấp ở trên cái hộp này để xem cái quá trình nó đào ha. Xong rồi vào nhạc chuông. Rồi, sau khi các bạn nhấp vào cái hộp này, nhấp vào ở phía trên này để coi nó đau chưa, thì các bạn nhấp ở phía bên trái này cái chữ nhạc chuông ha. Thì đây là cái bài nhạc nó mới đau về nè các bạn. Và bây giờ các bạn cần phải đưa nó vào thiết bị của mình ha. Thì các bạn chọn cái nhạc chuông đó, rồi các bạn đưa chuột lên, các bạn nhìn thấy cái chữ nè, nhập vào thiết bị nè.
nhập vào cho Phương. Có nghĩa là cái quá trình này nó sẽ chép cái nhạc chuông này vào điện thoại ha. Để Phương kiểm tra lại coi. Hình như là nó tự, sau khi mình nhấn chữ down là tự động nó đưa vô luôn thì phải các bạn à. Đúng rồi nha các bạn. Khi mà các bạn nhấp chữ down về là tự động nó đưa vô điện thoại luôn nha các bạn, không cần phải làm cái bước như hồi nãy Phương nói. Vậy ở đây mình bỏ qua ha. Rồi Phương làm lại một ví dụ ha. Làm lại ví dụ. Trời ơi sao mà nó đơn giản dữ vậy trời. Cái này mà các bạn mà biết rồi chắc Phương nghĩ hàng ngày các bạn bỏ ra hả mấy tiếng đồng hồ để các bạn thải nhạc chuông cho điện thoại của mình luôn á. Tại vì thấy Phương thấy đa số các bạn sử dụng điện thoại iPhone á, các bạn không biết tải nhạc chuông. Nhiều lắm, số đông các bạn không biết tải nhạc chuông thì cái ứng dụng này nó kiêm luôn nhạc chuông và hình nền đẹp. Khi mà các bạn nhấp tải về là tự đưa vào điện thoại luôn. Bây giờ Phương sẽ lựa một cái bài nhạc chuông nào khác ha. Và Phương nói lại đi cho các bạn dễ hình dung. Rồi lúc mà các bạn mở chương trình lên kết nối về điện thoại thì nó sẽ hiện ra như vậy ha. Đây là điện thoại đã kết nối được với ứng dụng Bluetooth ha. Rồi các bạn nhấp vào cái mục RT với WB. RT là ringtone đó các bạn, WB là wallpaper hình nền. Rồi bên đây là cái chọn nè, RT trước, cool, nhạc chuông hay nè. Rồi qua đây các bạn lựa nhạc. Các bạn không biết bài nào hay thì các bạn nghe trước, bấm play nghe. Đó, bài này hay nè, bây giờ Phương nhấp chữ down về. Mà muốn biết nó tải xong chưa thì các bạn nhấp ở trên đây ha. Rồi, nó tự down về và nó tự đưa vào máy luôn nha các bạn. Bây giờ Phương sẽ kiểm tra cho các bạn coi. Phương tắt cái hình này đi ha, Phương tắt cái ho để nguyên cho các bạn coi đi. Ôi đã quá ha. Nhưng chỉ cần nhấp vào là tự đưa vào máy luôn các bạn, không cần làm cái gì hết luôn á các bạn. Rồi xong. Rồi đó là cái nhạc chuông ha. Rồi bây giờ kế tiếp là tới cái hình nền nè, wallpaper nè. Nè các bạn, nó có những cái danh sách, những cái chủ đề hình ở bên này ha. Đó, những cái chủ đề hình bên này. Đó, các bạn lựa hình. Rồi bây giờ Phương sẽ lấy một cái hình. Thôi Phương lấy hình xe đi. Phương sẽ lấy một cái hình cụ thể cho các bạn ha. Phương thì không có thích hình nền, Phương không quan tâm hình nền cho máy. Rồi các bạn nhấp vào cái hình này. Rồi các bạn thấy không, Import to camera roll, Import to photo library. Phương bấm chữ import to camera luôn ha, cho nó vô một ảnh luôn nè. Đó, nó sẽ tự có ở đây là cái chỗ này để cho mình biết là nó đau về hay chưa nha các bạn, hình nền nè không. Đó, cái này nó yêu cầu các bạn phải mở cái ứng dụng Pixel của nó lên ha. Thì hình như hồi nãy lúc mà mình chép cái video clip vô các bạn đó, thì giờ mình nhấp vào mở lên đó, mở cái chương trình này lên để giúp cho nó nhận ra cái chương trình Bluetooth trên máy tính để nó đưa dữ liệu vào ngay cái mục mà mình cần ha các bạn. Rồi Phương lấy cái hình xe này ha, thì bây giờ Phương kiểm tra có hình xe này chưa. Nó vô máy Phương rồi nè các bạn ơi. Đâu, chắc các bạn thấy ha. Đó, cái hình xe trên màn hình bây giờ là nó nằm trên máy Phương này. Quá đơn giản luôn. Rồi hình thì Phương ví dụ một tấm cho các bạn dễ hiểu thôi. Đó các bạn thấy không, rất là dễ ha. Phương trở lại cái màn hình kia, cái ô thiết bị chính là thiết bị. Đó, ở đây thì cái hàng đầu tiên bên trái nó cho các bạn biết tất cả thông tin ha. Cái một ứng dụng này không quan trọng, đa số giờ các bạn tải ứng dụng trong App Store mà. Rồi cái ứng dụng này cũng không quan trọng luôn, bỏ qua. Các bạn quan trọng nhất là cái mục ringtone với hình nền nè. Đó, cái smart glass này các bạn cũng bỏ qua luôn, đừng quan tâm tới nó.
Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể vào đọc để tìm hiểu, nhưng mà Phương nghĩ là các bạn bỏ qua đi, tại vì cái mục này là dùng để chạy lại phần mềm cho điện thoại á, các bạn không rành dễ bị làm treo lắm. Rồi, còn ở đây cái hộp công cụ này thì cái ứng dụng Bluetooth này nó cung cấp cho các bạn một số cái chức năng và nó đều liên quan tới iPhone hết ha. Như cái mục More Tool này nè các bạn. Nè, nó có cái mục nè, chuyển đổi nè. Chuyển đa số những cái điện thoại iPhone đời mới sau này á thì cái đuôi ảnh của các bạn sẽ là HEIC, thì ở đây nó có ứng dụng để nó chuyển đổi luôn. Chuyển đổi HEIC thành đuôi CV, thành đuôi GB các bạn. JPG là chuẩn của cái file ảnh á. Đó, các bạn quan tâm cái này ha. Rồi, chuyển đổi video luôn. Đó. Nó sẽ chuyển đổi video là nó sẽ convert những cái video clip mà các bạn quay trên iPhone ra đuôi MP4 ha. Mặc định những cái video clip mà các bạn quay trên điện thoại iPhone nó sẽ có đuôi là MOV. Đó. Nhiều cái hay ho lắm các bạn. Và cái chủ yếu cái phần mềm này nó đều có tiếng Việt nên các bạn có thể tự mày mò và nghiên cứu. Ở đây thì Phương hướng dẫn cho các bạn những cái thao tác cơ bản là chép nhạc, chép video clip, chép nhạc chuông, chép hình nền. Đây là những cái thiết yếu ha. Còn cái việc mà các bạn muốn lấy hình ảnh từ trong điện thoại ra, hay là những cái video clip từ điện thoại ra máy tính, thì nó lại càng dễ nữa. Các bạn vào một ảnh nè, đây, các bạn thích lấy cái gì thì các bạn lấy ra thôi. Ví dụ như giờ Phương vào, Phương lấy một nè, Phương vào camera của Phương ha. Phương sẽ lấy một tấm ảnh ra ha. Phương nè, Phương sẽ lấy một tấm ảnh ra. Phương lấy cái ảnh thằng con Phương ra đi ha. Đây. Rồi Phương nhấp, các bạn nhấp vào. Các bạn xuất bấm xuất ra. Chọn ra desktop. Tạo. Các bạn bấm OK thì nó tự tạo ra một cái thư mục và nó chứa cái hình này nè ha các bạn. Đó. Đây là cái việc các bạn lấy hình ảnh ra. Rất là đơn giản. Ngoài ra nữa nha các bạn, khi mà các bạn đã kết nối được thành công giữa điện thoại với iPhone rồi thì mặc định nó sẽ có một cái thư mục, có một cái giống như một cái ổ đĩa của điện thoại iPhone của các bạn. Thì các bạn vào cái thư mục này. Và đây là những cái thư mục mà đây là những cái thư mục nó chứa ảnh, chứa video clip, các bạn có thể copy ra trực tiếp kéo, ví dụ như mình kéo ra máy tính mình luôn ha các bạn. Đó, đơn giản lắm, nhưng mà ở đây Phương chỉ cho các bạn ở trên điện thoại này luôn. Đó, rất là đơn giản ha. Phương đã chỉ cho các bạn những cái gì rồi ta. Cài đặt phần mềm nè, kết nối điện thoại với máy tính qua cái phần mềm Bluetooth nè. Rồi các bạn chép nhạc bằng phần mềm Bluetooth nè, chép video clip bằng phần mềm Bluetooth nè. Rồi tự động cài cho mình nhạc chuông với hình nền. Khi mà các bạn chọn cái mục RT với WB này á, thì các bạn xuống đây phải nhìn ở chỗ này nữa nha các bạn. Muốn ringtone, nó muốn chọn nhạc chuông thì phải nhấp vào chữ Cool RT này bên đây ha. Rồi bắt đầu chọn nhạc chuông. Nghe nhạc chuông nào hay thì mình bấm nhúc đao về là tự động nó tải về điện thoại luôn nha các bạn. Rất là đơn giản. Còn ngoài ra các bạn cũng có thể tự tạo nhạc chuông cho riêng mình luôn. Ở đây nó có cái mục là Mac Ringtone nè các bạn ha. Đó, các bạn đưa cái bài nhạc vào và muốn cắt hay đâu thì lại cắt ha. Phương không có thích cắt chi mà có sẵn nghe nào hay tải về luôn cho lẹ. Rồi và đó chính là tổng quan cái quá trình mà Phương hướng dẫn cho các bạn những cái thao tác rất là cơ bản ha. Hy vọng qua cái clip này các bạn có thể tự thao tác trên điện thoại của mình, đặc biệt là điện thoại iPhone, và tự làm chủ cái điện thoại iPhone của mình ha. Còn bây giờ xin chào, hẹn các bạn ở những clip tới. Phương sẽ kiếm cái gì hay ho hơn để cùng chia sẻ đến cho các bạn ha. Còn bây giờ xin chào.